Chiều ngày 20 tháng 6, một chiếc xe tải ôm cua tại giao lộ DT 743 và đại lộ Độc Lập trong khu công nghiệp Sóng Thần thì lật nhào giữa đường, suýt đè trúng người đi đường. Theo đó, vào khoảng 12 giờ 45 phút cùng ngày, xe tải do tài xế Nguyễn Đăng Trường, 23 tuổi, quê ở Hậu Giang, điều khiển chở 3 cuộn tôn chạy trên đường DT 743 theo hướng từ ngã tư 550 xuống đại lộ Độc Lập thuộc phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khi đến giao lộ đại lộ Độc Lập, tài xế cho xe rẽ trái để ra cầu vượt Sóng Thần. Khi đang ôm cua thì 3 cuộn tôn trên xe chao đảo nghiêng qua một bên, khiến chiếc xe tải mất thăng bằng, lật nhào qua phải. Rất may thời điểm này có nhiều người bên cạnh, nhưng khi phát hiện xe có nguy cơ lật đã kịp thời né tránh, nam tài xế điều khiển xe cũng không bị thương tích. Tại hiện trường, chiếc xe tải nằm chắn giữa giao lộ, 3 cuộn tôn rơi xuống đường. Nhận tin báo, lực lượng chức năng xử lý hiện trường. Đến 16 giờ, hiện trường vẫn đang đợi xe cầu di rời. Đáng nói, vị trí này thường xuyên xảy ra lật xe, đa số là các xe chở hàng, ôm cua với tốc độ nhanh, hàng trên thùng nghiêng về một bên nên làm xe bị lật.